Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới sáng ngày 10 tháng 12 của truyền hình Công an Nhân dân. Và mở đầu chương trình như thường lệ là một vài thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày qua, các tỉnh miền Bắc đang trải qua hình thái thời tiết sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, có nơi thấp nhất là xuống dưới 11 độ C. Tuy nhiên thì ban ngày thời tiết hửng nắng và nhiệt độ tăng nhanh với nền nhiệt cao nhất là trên 28 độ C, tạo cảm giác hanh khô khá rõ rệt, và dự báo là hình thái thời tiết này thì cũng sẽ duy trì trong một vài ngày tới. Còn ở khu vực Trung Bộ thì thời tiết khá là thuận lợi, chỉ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Vâng, và trong khi đó thì tại các tỉnh Nam Bộ thì cũng đã bắt đầu vào mùa khô. Và trong những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đã duy trì hình thái thời tiết ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều và độ ẩm thì sẽ giảm thấp, gây hanh khô ạ. Vâng, hình thái này thì thời tiết sẽ rất thuận lợi cho cuộc sống của người dân. Tuy nhiên thì theo dự báo, bên cạnh đó thì chỉ số tia UV, tia cực tím cũng ở mức là gây hại từ 5.5 đến 7.4. Do đó mà quý vị lưu ý cần bôi kem chống nắng, mặc áo dài tay, đeo kính râm khi đi ra đường để tránh những tác nhân gây hại cho sức khỏe.